Và mình có một cái thông báo khá là vui là đợt này mình sẽ kiểu khách nào mua hàng của mình ấy, thì mình sẽ chuẩn bị rất là chỉnh chu và mình sẽ có cả decor đấy nhá. Nên là bạn nào mà muốn mua hàng thì cứ nhấp vào phần mô tả và hoặc là mình sẽ để trên màn hình như thế này nha. Bạn ơi, thì ở đây mình có này option loại siêu to này nha. Thì các bạn có thể biết là option ở option shop bán tận 70.000 đó, hay là chỗ nào mình cũng quên mất rồi. Và đây nha, nó có mặt vui và mặt buồn. Thì em này mình sẽ bán với giá là 40.000 thôi. Đó, ở đây là màu kem và màu vàng như thế này nha. Có thể lộn ngược lại nha, mặt buồn và mặt vui. Tiếp theo là bạch tuộc cảm xúc lại mini như thế này. Đó, các bạn có thể lật ngược mặt lại nhá, rất là xinh luôn. Nhưng mà do là cái này nó bị túi nó ép á các bạn. Hi hi, mình muốn cho vào cái bọc kính cho nó đẹp ấy mà. Đó, rất là xinh. Nên là bạn nào mà có muốn nhu cầu mua thì hãy nhắn tin cho mình nhá. Theo ở đây mình có đấy chính là mẫu sushi gấu bông. Mẫu sushi gấu bông này mình về được tầm 30 em lận. Nhưng mà các bạn đã hốt rồi á, đây là hàng còn thôi à mọi người. Mọi người cũng biết là shop mình nổi tiếng là bán sushi gấu bông kiểu em này rất là chậm tăng luôn nhá, siêu chậm tăng luôn. Em này bóp thì không bao giờ hư được luôn á các bạn ơi. Và thơm mùi sushi ấy các bạn. Rất là thơm cái mùi bánh của sushi luôn. Và em nhiều lộn rất là xinh. Em này thì rất là chậm tăng luôn. Đó, nó rất là chậm tăng và thơm cái mùi của sushi á các bạn. Thơm mùi bánh á. Đó thì bạn nào muốn mua thì nhanh tay chụp màn hình lại giúp mình nhá. Thì gấu bông mình không có đăng lên đâu, nhưng mà do là hôm nay mình sẽ quyết định là đăng lên trên YouTube ấy các bạn. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn mẫu gấu bông to này. Do là mình để cái bọc nó ép ấy chứ. Thật ra em này rất là kiểu đấy đó, rất là cute và rất là to luôn ý các bạn. Đó, thì đây là mình có gấu bông size to nha. Đó, em này thì hơi bị đẹp này do là mình ấy chưa đây nha các bạn. Nhìn nha, trời ơi, em ấy cưng ú cưng xỉu luôn nè. Đó, siêu cute luôn nhé. Nên là bà nào mà muốn mua thì nhanh tay mua nha. Đó, rất là đẹp luôn. Và thật sự luôn là shop của bên mình là kiểu phá giá luôn rồi các bạn. Giá của gấu bông này, sushi này rất là rẻ luôn, nên là bà nào mà muốn mua thì nhanh tay nhá. Chứ còn khá là ít thôi. Ở đây thì mình có những cái mẫu thú bông chân dài các bạn. Thì sẽ có giá là 35k thôi nha. Đó, em này siêu dài và to luôn ấy. Mình nhập cũng khá là mắc rồi. Đó, rất là thơm luôn mọi người, siêu siêu thơm luôn. Sao mà nó thơm vậy ta, siêu siêu thơm. Mà đằng khác có Pikachu và có một em này rất là bị các bạn bom ấy. Chứ thật sự là em này mình về rất là nhiều luôn. 100 em gấu bông lợn, hơn 100-200 em lợn đó. Đó, nên là bạn nào muốn mua thì chụp màn hình vào giúp mình nhá. Ok, tiếp theo là mình có Pikachu như thế này. Pikachu này là hàng mình mua của một chị boss loại ấy, các bạn đây nhá. Nó có cả một cái tag ở đây nữa. Rồi, và em này thì nó có hơi bị bụi một xíu, nhưng mà không có sao, các bạn có thể về giặt lại đi nhá. Em này thì mình sẽ bán với giá là 40 thôi. Còn em này thì mới luôn nha các bạn. Em lùi nào. Đó. Còn có cả một cái tag của Disney hơi bị nhăn rồi ạ. Đó. Ở dưới này cũng có luôn. Đó, em này thì mình sẽ bán với giá là 50.000 nhá. Đó. Rất là đẹp luôn, không biết có phải chính hãng không ta. Tiếp theo mình có những cái mẫu mà mình chỉ còn số lượng ít thôi. Mấy cái mẫu này mình về tầm một mẫu là mình về tầm 10 em lận đó mọi người. Thì mình có em gà bông như thế này, rất là xinh luôn. Đó, nó cưng cưng như vậy á. Hay là mình có những cái em này mặc cái quần, bộ quần áo rất là đẹp luôn này. Có ở đây là em thỏ và em panda, rất là xinh luôn. Trời ơi, cưng quá. Và ở đây mình có là hai cái em này mặc đồ yếm nè mọi người. Mặc yếm á, rất là xinh luôn. Bạn nào muốn mua hàng ấy thì xem ở phần mô tả hoặc là mình sẽ để ở đầu video nhá. Đó, các bạn có thể gọi trực tiếp cho mình, nhưng mà tránh vào những cái buổi trưa hay là buổi quá là khuya rồi á. Đó, mọi người hiểu cho mình nha. Tiếp theo là những cái mẫu lộn xộn thì mình sẽ bán giá luôn nhá. Em này thì mình sẽ bán với giá là 25.000, là giá mình lỗ luôn rồi á. Nói thật là cái này mình nhập từ lâu ấy, và mình bán giá rất là lỗ luôn. Em này cũng 25. Em này là 28. Em này là 25, em này là 25. Khủng long này là 35, rất là to luôn. Em thỏ này là 30. Em bò ú này là 30 luôn nha. Đó, thì bạn nào muốn mua thì chụp màn hình vào giúp mình nhá.
Ok mọi người, thì mở đầu cái clip bán đá sushi lần này thì mình sẽ bán đá một mẫu đã rất là hot luôn. Nên là mình đã nhập rất là nhiều cái mẫu này về để phục vụ cho mọi người. Thì đó chính là mẫu banda như thế này. Thì mình sẽ bắt đầu giới thiệu nhá. Đánh có đây, thì nó sẽ, đợt này thì nước icon nó nhẹ hơn lần trước đó các bạn. Đó nha, nó nhẹ hơn lần trước rất là nhiều luôn. Và chất nó cũng rất là đặc nữa đó các bạn. Thì lần này sẽ có giá là 14.000 nhá. Em này là banda 7 xăng nha mọi người, rất là to và sâu luôn. Đây mình có em banda nhỏ đây. Đó, nó khác nhau lắm mọi người. Đó, mình về khá là nhiều luôn á. Đây là bạn nào mà có nhu cầu muốn mua thì nhắn tin cho mình nhé. Siêu siêu nhiều luôn. Mẫu bảo cảm rất là đáng yêu luôn ạ. Mọi người thấy không? Xinh xỉu luôn á. Đó, đó mình đã cho là đổ rồi. Đây là một đổ đánh riêng. Ở đây thì mình về có mẫu kem tươi to, chứ đợt này mình không có về kem tươi mini đâu mọi người. Mặc dù biết là kem tươi mini rất là hot, nhưng mà đợt này mình không thể về được các mọi người. Sorry mọi người rất là nhiều. Thì về cái chất của kem tươi thì mình cũng không cần nói nữa đâu. Chẳng cần nói nữa, mọi người cũng tự suy đoán ra là nó slow một cách kinh khủng luôn nhé mọi người. Mềm một cách dã man. Thật sự luôn. Mềm kinh khủng luôn á mọi người. Đó, mềm mà kiểu rất là chậm tăng luôn. Đó, thì đợt này mình về được ít thôi, mong là mọi người ủng hộ mình nhá. Về được rất là ít. Ok mọi người, thì tiếp theo mình có đó chính là mẫu kem này. Thì mình về được 10 em luôn đấy mọi người ạ. Do là mình thấy nó xinh quá nên là mình đã nhập rất là nhiều luôn. Mẫu kem này thì rất là chậm tăng và thuộc dạng kem to nhá, không phải là kem mini đâu các bạn ơi. Kem ốc quế to đó, rất là xinh. Có cả những cái hạt cốm như đây nè. Đó, khá là mềm đó. Mình có là màu này. Đó, hai cái cục kem màu khác nhau ấy mọi người. Và nó xinh xỉu luôn á. Kiểu nó cute ơi là cute luôn. Bà nào mà muốn mua thì hốt liền nha. Tôi về được có 10 bé hơi hay sao á. Ok các bạn, thì ở đây là những cái mẫu khá là lộn xộn ấy. Thì mọi người nhớ là nghe kỹ mình báo giá nhá. Đó, và rất là đẹp luôn. Thì mình có là củ lạc nè. Củ lạc này đợt này về được có 4 củ thôi á các bạn. Về được màu này nè, kem. Trời ơi sao nó chậm tăng dữ vậy ta, đợt nào cũng vậy luôn. Củ lạc này thì lại là chất đặc. Chất đặc chứ cũng khá là thích, mà chất mềm kiểu siêu mềm như cục bông cũng rất là thích. Giá là 15.000. Cái nấm mèo này rất là chậm tăng, 15 luôn. Nếp mèo. Xin lỗi mọi người, mình nói từ chậm tăng hơi nhiều nhưng mà đó là sự thật. Nếp mèo là 15 luôn nhá. Tiếp theo là mình có lan cuộn nè. Đó, lan cuộn về được 2 bé thôi hay sao á. Đây nhá. Đó, lan cuộn về được 2 em như thế này thôi. Hồi xưa mình rất là thích cuộn, lan cuộn luôn á. Siêu đẹp luôn trời. Thế là mình có là cái em này. Lan cuộn là 15 nhá. Em này thì có giá là 10k thôi. Tại vì nó cứng quá các bạn. Mình có là hai cái bánh này. Bánh phồng tôm thế này nên là 15 luôn. Rồi, và mình đã bảo giá xong hết rồi đó các bạn. Dép mèo này cũng là 15 luôn nào. Đó. Ok mọi người, tiếp theo mình có những cái em sushi giá rẻ, giá 10.000 thôi nha các bạn. Đây là mình có em nấm cầu mưa này. Trời ơi, sao nó xịn vậy ta. Nhỏ nhưng mà có võ nha mọi người ơi. Thế là em này, khỏi cần bàn luôn. Mình đảm bảo trong đây là whisky đều rất là chậm tăng hết luôn. Đó, có cái em màu hồng nữa này mọi người. Mình ngẫu hứng mình để vào trong túi zip á. Thế là mình có là chân mèo nè. Đó, đồ banda. Bác nào muốn mua gì thì chụp màn hình vào giúp tôi nha. Tại vì nó đẹp quá mà. Chết mất, thật ra là còn mình cái đợt vừa nãy mình còn quay thứ một em banda này. Cho mình xin lỗi nha. Ok mọi người, thì ở đây là mình có các loại bánh ở đây nhá. Thì mình có là bánh bao to nè. Đó, rất là chậm tăng slow rising các bạn. Terminal này mình nói chậm tăng hơi nhiều mọi người ạ. Nhưng mà thật sự là nó slow thì mình nói slow thôi. Mình có là mô bánh queen dẹp nhưng mà có vỏ nhẹ. Trời ơi, rất là mềm luôn. Mình có là mô bánh mì này mình thích hơn cái bánh mì truyền thống. Thật sự mình không thích bánh mì truyền thống lắm mọi người ạ. Mình thích cái bánh mì màu này hơn. Tại vì nó cute sao á. Tùy mỗi người có cảm nhận riêng nha. Mình có là lát bánh kem nè. Mình có là há cảo lớn. Về được có một bé thôi, đợt này về hơi lẻ tẻ các bạn.
đợt trước về mấy khủng cơ. Nhưng đợt này mình về rất là nhiều trứng nhãn khủng luôn. Sao mình có bánh tam giác nào. Trời ơi xịn chưa xịn chưa. Bánh ba mini, bánh tí nị sao á. Đó. Bạn nào mà muốn mua thì IB nhanh luôn. Ok mọi người, thì ở đây mình cũng có những cái mẫu lộn xộn luôn đấy mọi người ạ. Mình có lớp bánh mì này. Đấy là 10 nha. Trời ơi, chậm tăng chưa. Lát bánh mì mặt cười nè. Đó, 10.000 nhé. Còn những cái bông hoa cải như thế này nè. Không, mình có biết nhưng mà bánh tròn như chậm tăng như thế này. Đó, mấy cái bánh như thế này nè mọi người. Đó, có 3, mình về được 3 cái thôi. Có giá là 15.000 luôn. Tiếp theo là mình có những cái em chuột như thế này. Rất là chậm tăng. Ui, chậm tăng lắm luôn á, màu cam nè. Có giá là 12. Đầu thỏng là 14 nha. Ờ, mặt panda có size này là 10 thôi. Đó. Rồi mình có hai cái bánh khối như thế này. Có giá là 10 luôn. Đó, nên là bạn nào mà thích thì cắt màn hình lại giúp mình nè. À quên mọi người ạ. Mình lại quên nữa rồi. Thêm cả một cái bánh vàng như thế này nữa, 15.000 luôn nha. Rất là xinh, để đây để chụp một phát đào. Đó. Ok thì ở đây mình có là những cái mẫu donut như thế này. Rất là chậm tăng luôn. Donut bên shop mình đợt nào về cũng mềm hơn các shop khác á. Đó. Mình có donut tai này. Donut thú. Donut tròn. Về donut Hello Kitty. Đây nha. Nó mềm mà nó chậm tăng kinh khủng luôn đó các bạn ạ. Rất là đẹp luôn ha. Đây nha mọi người. Thì đây mình có là mẫu hoa quả này các bạn. Mình có là cái dứa. Rất là chậm tăng. Đồng giá là 15.000 nhá. Quả chuối nè, nó rất là slow luôn. Dài nè, rất là xinh. Mình có là em cà rốt nè, siêu chậm tăng. Mình có là dưa hấu, quả khế, quả dâu này, và một quả lê thôi. Đó, mọi người muốn mua gì thì nhanh tay chụp màn hình là giúp mình nha. Hàng đợt này về siêu đẹp luôn. Ok thì mình có ở đây là những cái mẫu lạ lạ như thế này này mọi người. Đó, rất là xinh. Mình có là lát bánh mì với lakuma này. Mấy cái mẫu lạ lạ này thì đồng giá là 15.000 nha. Lát bánh mì với lakuma này. Mình cũng là lát bánh mì với lakuma luôn. Mặn thổ thỏ này. À em mặn thổ vàng này, trời ơi slow kinh khủng luôn, rất là mềm. Quả trứng. Em bánh này. Em hà mã. Trời ơi rất là chậm tăng. Em nấm mèo, siêu slow. Quả trứng. Cá heo. Cây kem. Đó. Em Mickey. Và cái em bánh phồng tôm như thế này ha. Rất là xinh, các bạn nhớ nhanh tay lên nhá. Ở đây là mình có mấy cái mẫu mà nó gọi là gì ta, nó lộn xộn đi các bạn. Đây nha, thì bạn nào muốn mua thì cứ chụp ảnh màn hình vào nhá. Bạn đồ cười nè. Mấy cái này là 10k một em nha. Đó. Đây để chụp ảnh màn hình mà đã. Đó. Và mình có hai em donut này có giá là 15. Hai donut là 15 nha. Còn lại chỗ này là 10k hết. Nên là bạn nào mà muốn mua thì IB nhá. Đó. Đó. Thì đây cũng là cái em sushi cuối cùng trong cái phần 1 này rồi. Phần 2 thì sẽ có rất là nhiều mẫu sushi luôn. Mua sushi to ấy các bạn, nên là các bạn nhớ đón chờ nhé. Đừng quên cho mình một like, subscribe phía dưới và đăng ký kênh YouTube của mình để mình sớm đạt được 1.000 lượt subscribe nhé. Nhớ xem video này nếu mà mọi người thích nhé. Và đừng quên là mình sẽ gói hàng một cách thật là chỉnh chu và là kiểu decor ấy mọi người. Bye bye mọi người.